Hiện rõ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thế gian là không. Hiện rõ 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp thế gian là không. Hiện rõ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả thế gian là không. Hiện rõ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thế gian là không. Hiện rõ tất cả hành đại bồ tát, quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật thế gian là không. Hiện rõ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thế gian là không. Thiện hiện như vậy, bát nhã ba la mật đa tha thâm sâu thường vì chư Phật hiện rõ thế gian là không nên gọi là mẹ chư Phật thường chỉ rõ thật tướng của thế gian cho chư Phật lại nữa thiện hiện do bát nhã ba la mật đa thường vì thế gian hiện rõ sắc của thế gian là không cho đến hiện rõ trí nhất thiết tướng của thế gian là không nên đức phật đã khiến cho thế gian cảm thọ được thế gian là không quán tưởng thế gian là không nghĩ về thế gian là không nhận biết thế gian là không thiện hiện như vậy bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường vì chư phật hiện rõ thế gian là không nên gọi là mẹ chư phật thường chỉ bày thật tướng thế gian cho chư phật lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường vì chư phật chỉ rõ tướng không thế gian thế nào gọi là chỉ rõ tướng không của thế gian cho chư phật nghĩa là làm cho như lai ứng tránh đẳng giác hiểu được sắc thế gian là không cho đến hiểu được trí nhất thiết tướng của thế gian là không Thiện hiện như vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường giúp cho chư Phật chỉ rõ tướng không của thế gian. Lại nữa, thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường giúp cho chư Phật chỉ rõ tướng bất khả tư nghì của thế gian. Thế nào gọi là thường giúp cho chư Phật chỉ rõ tướng bất khả tư nghì? Nghĩa là vì như lai ứng tránh đẳng giác mà chỉ bày tướng bất khả tư nghì của sắc thế gian cho đến tướng bất khả tư nghì của trí nhất thiết tướng thế gian. Thiện hiện như vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thường chỉ cho chư Phật rõ, tướng bất khả tư nghỉ của thế gian. Lại nữa, thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thường chỉ cho chư Phật rõ, tướng viễn ly của thế gian. Thế nào gọi là thường chỉ cho chư Phật rõ, tướng viễn ly của thế gian, nghĩa là chỉ cho như lai ứng tránh đẳng giác, rõ tướng viễn ly của sắp thế gian cho đến tướng viễn ly của trí nhất thiết tướng thế gian thiện hiện như vậy bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng viễn ly vi của thế gian lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vắng lặng của thế gian thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vắng lặng của thế gian nghĩa là chỉ cho như lai ứng tránh đẳng giác rõ tướng vắng lặng của sắc thế gian cho đến tướng vắng lặng của trí nhất thiết tướng thế gian Thiện hiện như vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vắng lặng của thế gian. Lại nữa, thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng rốt giáo không của thế gian. Thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng rốt giáo không của thế gian? Nghĩa là chỉ cho như lai ứng tránh đẳng giác rõ tướng rốt giáo không của sắc thế gian cho đến tướng rốt giáo không của trí nhất thiết tướng thế gian thiện hiện như vậy bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư phật rõ tướng rốt giáo không của thế gian lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ cho chư phật rõ tướng vô tánh không của thế gian thế nào là thường chỉ cho chư phật rõ <laughs>